Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hiếu Tân Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn trở lại tình hình của Âu Châu. Quý vị, trong mấy ngày qua thì lời qua tiếng lại giữa viên chức của Nga và các thành viên trong NATO đã dẫn tới sự nổi giận của Nga. Trong đó thì Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đã lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ không loại trừ việc đưa lực lượng quân sự của NATO vào Ukraine. Và điều này đã dẫn tới việc Nga thật sự đã nổi giận và điều gì xảy ra quý vị ngày hôm nay nga đã bắt đầu cho tập trận với lại chiến thuật nguyên tử và gần như là bắt đầu có sự căng thẳng đối với lại khối tây phương chúng ta lướt qua các bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta mới đi vào phần à, phân tích xem liệu nga và nato lần này có đi tới một cái cuộc đối đầu thật sự hay không hay chỉ là à, phô trương sức mạnh quân sự để hù dọa lẫn nhau quý vị nga loan báo là sẽ tập trận uh, nguyên tử sau khi nổi giận uh, về những cái cuộc gọi là trao đổi lời lẽ qua lại với lại các viên chức của tây phương Bản tin từ nga cho biết là nga dự tính sẽ có một cuộc tập trận mô phỏng à, sử dụng một bãi chiến trường về vũ khí nguyên tử theo tường trình của bộ quốc phòng nga đưa ra vào ngày thứ hai, à, vài ngày sau khi mà điện kremlin đã phản ứng nổi giận với lời phát biểu của các viên chức tây phương à, về cuộc chiến của ukraine và nga cảnh báo rằng căng thẳng này à, sẽ còn sâu đậm hơn với lại khối tây phương. Cuộc tập trận này là để phản ứng với những uh, lời lẽ được xem là khiêu khích và đe dọa từ các viên chức Tây Phương đối với Liên bang Nga. Đó là lời phát biểu của Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra trong bản xác mình. Và đây là lần đầu tiên Nga công bố việc uh, tập trận mà trong đó dùng chiến thuật về vũ khí nguyên tử, một chiến lược là uh, lực lượng uh, nguyên tử của Nga sẽ có cuộc tập trận này. Và cái uh, vũ khí chiến lược nguyên tử này bao gồm cả các uh, loại bom, các đầu đạn nguyên tử uh, và với, với lại những cái hỏa tiễn tầm ngắn các đạn pháo kích cũng như là à, có thể sử dụng trong bãi chiến trường họ gần như là bắt, à, bắt đầu có hàng loạt các cái đầu đạn nguyên tử và các cái loại hỏa tiễn à, gọi là xuyên quốc gia à, được, được tham gia trong cái cuộc tập trận này nga loan báo là sẽ lên tiếng cảnh cáo với lại đồng minh của ukraine là khối tây phương là sẽ có thêm nhiều cái à, căng dự hơn trên 2 năm cuộc chiến và một số những đối tác của Ukraine tức là Tây phương của Ukraine đã nghiêm trọng đặc biệt lo ngại về tình trạng mà uh, chứa tất cả những cái chuyện gọi là cuộc uh, gọi là cuộc đối đầu giữa phía của Nga và của khối NATO trên chiến trường của Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái nhắc lại vào tuần trước là ông ta sẽ không loại trừ việc đưa lực lượng quân sự vào Ukraine. Và Ngoại trưởng của Anh là ông David Cameron nói rằng lực lượng Kiev có thể sử dụng là các cái vũ khí của Anh để mà tấn công thẳng vào Liên bang Nga. Sau một số quốc gia của NATO đã cung cấp các vũ khí cho Kiev và điều này có thể có khả năng xảy ra. Trong khi đó, Điện Kremlin xem những lời phát biểu này là nguy hiểm và gia tăng căng thẳng giữa nga và nato à, họ sẵn sàng có đưa ra dấu hiệu cho thấy rằng là mối quan hệ của đôi bên à, à, căng thẳng hơn và Phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov trong ngày thứ hai nói rằng lời phát biểu trong thời gian gần đây của ông Macron và của Anh và giới chức Hoa Kỳ đã khiến dẫn tới cuộc tập trận nguyên tử này. Nó, đây là một cái vòng mới của sự căng thẳng, ông Peskov đã cho biết như trên. Và trong đó Điện Kremlin nói rằng đây là một cái văn bản được xem là đầy khiêu khích và chưa từng có, đặc biệt là gây chú ý về những vấn đề đặc biệt. Đây là một trong những lời phát biểu của Peskov đưa ra trong khi đó thì một đồng minh của ông Putin là Dmitry Medvedev được xem là phó lãnh đạo của cái hội đồng an quốc gia à, lên tiếng nói rằng về cái cha ông ta có những cái ngôn, ngôn, ngữ được xem là khá nhiều hâu trong cái lời phát biểu của ông Macron và ông à, Cameron và điều này có thể thúc tới một cái cuộc chiến nguyên tử trên toàn thế giới gây ra cái thảm kịch trên toàn cầu đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quân sự của Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine giữa lúc mà Nga đang chuẩn bị đe dọa tới nguyên tử vào tháng 3 năm ngoái thì à, Chính quyền Anh quyết định cung cấp cho Ukraine các cái loại à, hỏa tiễn và trong đó à, với à, có, có thể tránh được cái vấn đề của chất phóng xạ uranium và nga loan báo là sẽ khai triển tất cả những cái à, chiến thuật nguyên tử của vũ khí của họ trên lãnh thổ của Belarus và phía của bộ quốc phòng cho biết cuộc tập trận này là gia tăng cái à, chiến lược à, gọi là à, chiến lược nguyên tử và sẽ à, tham gia vào cuộc chiến đồng thời là đ, 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 làm theo lệnh của ông Putin và khối tây phương đã lên tiếng quy trách nhiệm cho nga đe dọa mở rộng cuộc chiến với những hành động được xem là đầy khiêu khích các quốc gia trong nato tuần trước nói rằng họ rất lo ngại về cái những hoạt động của quân đội nga trên có thể xâm lấn vào cái lãnh thổ của các quốc gia đồng minh và cáo buộc nga đã đứng đằng sau lưng và gần như là đe dọa tới an ninh của họ và ông peskov bác bỏ tất cả những điều này và nói rằng những lời cáo buộc này đã gọi là gây hại cho nước nga quý vị đó là một trong những cái tin tức mới nhất mà sáng ngày hôm nay chúng ta có được. Như vậy thì à uh, sau lời phát biểu của ông Macron và quyết định của Anh sau khi mà ông ngoại trưởng Anh là David Cameron tuyên bố cho phép uh, Ukraine sử dụng các vũ khí của Anh tấn công vào lãnh thổ của Nga. Cộng thêm cái lời phát biểu của ông Macron là không loại trừ việc đưa lực lượng NATO vào trong là lãnh thổ của Ukraine để đối đầu. Điều này uh, cho chúng ta thấy được là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các quốc gia trong liên hiệp âu châu đã có cảm giác rằng Ukraine khó có thể thắng được cuộc chiến này, giống như tôi đã nhận định trước đây và bây giờ thì họ bắt đầu lên lên tông rất là nhiều và bên cạnh đó thì nga có vẻ như đã dự phòng trước về việc lên tông của các quốc gia tây phương, đặc biệt là ông David Cameron ngoại trưởng của anh. Trước đây thì quý vị khi mà khối tây phương cung cấp dàn vũ khí cho Ukraine, điều kiện của họ rất rõ ràng là chỉ cho phép ukraine sử dụng vũ khí trong cái lãnh vực phòng thủ thôi không cho phép họ sử dụng vũ khí của tây phương tấn công vào nội địa của nước nga và ukraine mỗi, mỗi lần tấn công vào nội địa của nước nga họ phải sử dụng các loại vũ khí do họ tự chế tạo chứ không có thể sử dụng vũ khí của các quốc gia đồng minh trong nato và lần này thì david cameron đã bật đèn xanh cho việc mà tấn công vào lãnh thổ của nga và ngay sau lời phát biểu của ông Macron thì Nga đã bắt đầu thực hiện cái chiến lược gọi là chiến thuật vũ khí nguyên tử Tactical tactical nuclear weapon, Đây được xem là một trong những cái đe dọa mới nhất của Nga nhằm gây sợ hãi tâm lý cho dân Âu Châu. Quý vị, điều này cho thấy rõ ràng là phía Nga đã bắt đầu nâng cái sự căng thẳng theo từng bước và từng lời tuyên bố của các viên chức Tây phương xưa đây tôi vẫn nói với quý vị là các quốc gia Tây Phương, đặc biệt là khối NATO, là phải có một thái độ cứng rắn. Sau hơn 2 năm cuộc chiến diễn ra và chưa có dấu hiệu chấm dứt, cộng thêm việc mà Ukraine càng lúc càng đã suy yếu. Thì quý vị, các quốc gia trong Liên minh NATO đã bắt đầu phải đánh giá lại cái chiến lược của họ. Một là cho phép Ukraine tấn công trực tiếp vào nước Nga bằng vũ khí của họ. Hai là phải đưa quân can dự vào cái cuộc chiến tại Ukraine. Và cả hai điều này đều đã cho thấy rõ ràng là NATO đổi chiến thuật, tức là muốn họ muốn có một cái à, cái biện pháp mạnh hơn thay vì lệnh cấm vận vòng vòng 14 cái lệnh cấm vận. Tuy nhiên thì quý vị, phía Nga có vẻ như họ đã sắp đặt sẵn tất cả những cái mức độ căng thẳng như thế nào nếu mà NATO chỉ giữ thái độ giống như bình thường thì Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bình thường. Nếu NATO tăng cường tăng cường cái hội việc hỗ trợ cho Ukraine hoặc là có những cái hành động được xem là đối đầu trực tiếp với Nga thì Nga cũng sẽ có những cái mức độ phản ứng tương đương tức là đe dọa. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng thứ nhất là các quốc gia trong liên minh NATO đang e ngại Cuộc chiến của Ukraine, thứ nhất, nếu kéo dài không có lợi cho họ về mặt kinh tế. Thứ hai, về mặt an ninh. Về mặt an ninh, nếu như mà Ukraine mất lãnh thổ vào tay của Nga, thì các quốc gia Âu Châu đều có nguy hiểm. Và thứ ba, là họ thấy được rõ ràng là Nga dường như đang nắm chủ động trong các chiến trường, chứ không phải là Ukraine. Giờ đó quý vị, với ba cái yếu tố này, NATO đã bắt đầu suy nghĩ tới một cái giải pháp khác. Nhưng mà giống như tôi nói, những giải pháp này nếu mà chỉ sử dụng cái bãi chiến trường của Ukraine cũng sẽ không đi tới đâu. Cũng sẽ không đi tới đâu. Và cuối cùng thì nó cũng là một cuộc đối đầu và bãi chiến trường giao tranh giữa đôi bên vẫn là bãi chiến trường của Ukraine. Chưa chắc ảnh hưởng tới cái quyền lực của Putin. Và giống như tôi nói là nếu như muốn giải quyết chấm dứt cuộc chiến này, điều duy nhất là 32 quốc gia thành viên trong NATO phải tập trung tấn công thẳng vào nước Nga. Đây là cái giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này, tức là giật sập đổ cái chế độ của Vladimir Putin. Tuy nhiên thì trong 2 3 năm qua, chúng ta chứng kiến được là Putin có vẻ chủ động. Thứ nhất là Putin vẫn uh, cuộc chiến này vẫn không ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của nước Nga. Thứ hai là trong 3 năm qua, gần 3 năm qua, chúng ta chứng kiến được cái uh, sự chia rẽ trong NATO sự chia rẽ trong NATO rất trầm trọng. Bây giờ nếu như mà Nga tuyên bố tập trận nguyên tử thì sự chia rẽ này trầm trọng hơn. Đây là cái ý của Putin. Sử dụng vũ khí nguyên tử đe dọa các quốc gia của Âu Châu và đồng thời gây ra cái tâm lý sợ hãi cho người dân tại Âu Châu. Quý vị, nếu mà Nga tập trận nguyên tử thật sự bắt đầu chính thức đi vào cuộc tập trận này thì cái yếu tố sợ hãi sẽ lan trọng ở Âu Châu. Nhiều người dân Âu Châu sẽ biểu tình sẽ yêu cầu thay đổi cái chính sách với Nga. Tức là họ sẽ sử dụng cái nguyên tử này đe dọa tới toàn thể dân Âu Châu. Đây là tập trận thôi quý vị. Không phải sử dụng, không phải là first strike đâu. Mặc dù tôi vẫn thường nói với quý vị, những quốc gia mà có nguyên tử đều không muốn có cái first strike. Tức là cái quốc gia đầu tiên sử dụng vũ khí nguyên tử. Tại vì quốc gia nào sử dụng thì quốc gia đó nguy cơ diệt vong cao nhất. Tuy nhiên thì quý vị, Nga làm điều này thì uh, cho thấy rằng Nga sẵn sàng đi những bước gọi là liều lĩnh hơn và trong đó thì quý vị giống như là dân Âu Châu sẽ phải sợ hãi bởi vì đấu với một người mà có tinh thần gọi là uh, biết cân nhắc thì không sao nhưng đấu với một kẻ liều lĩnh thì không ai biết chuyện gì xảy ra cả không ai biết chuyện gì xảy ra cả và lần này là uh, cuộc tập trận nguyên tử này lại theo lệnh của Putin chứ không phải là nhân vật uh, diều hồn Mervadev Medvedev đã nhắc đi nhắc lại vấn đề nguyên tử trong mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái đó là ngôn ngữ diều hâu của Medvedev thôi. Chứ không phải là cái ý định của Putin. Lần này cuộc tập trận là được nằm dưới sự chỉ đạo của Putin. Rõ ràng quý vị, Putin đang nhấn thêm một bước gây tâm lý sợ hãi cho dân Âu Châu và chia rẽ các quốc gia ở trong khối NATO. Tại vì sẽ có nhiều quốc gia phản đối cái mức độ cuộc chiến tăng cường. Và cái đặc biệt là nếu như mà Ukraine sử dụng các cái vũ khí của Anh mà tấn công vào lãnh thổ của Nga thì điều này có nghĩa là Nga sẽ xem đây là sự can dự trực tiếp của NATO và Putin sẽ có cớ đánh chiếm mấy quốc gia trong liên minh NATO có biên giới với Nga, đặc biệt là Estonia và Latvia. Hai quốc gia này là nằm ở vùng Baltic có đường biên giới trực tiếp với Nga. Lithuania thì có đường biên giới trực tiếp với Belarus. Thì quý vị, việc mà cho phép này thì Nga sẽ tăng cường. Thay vì tất cả các quốc gia trong liên minh NATO tập trung tấn công thẳng vào Moscow hay St. Petersburg để mà buộc Nga phải rút quân ở tại Ukraine. Bây giờ họ chỉ cho phép sử dụng các cái vũ khí của Anh à, cho Ukraine tấn công thôi. Và thứ hai là như, như lời của ông Macron nói là đưa lực lượng NATO vào Ukraine tôi assume tôi cứ 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 dự đoán đi là những chuyện này được đồng ý và anh cho phép Ukraine và Ukraine sử dụng các cái loại vũ khí mà anh cung cấp tấn công trực tiếp vào nước Nga. Đồng thời Pháp cũng sẽ đưa quân vào Ukraine. Thì quý vị, chuyện gì xảy ra? NATO và Nga sẽ có cuộc giao tranh ngay trên lãnh thổ của Ukraine. Ngay trên lãnh thổ của Ukraine và cuối cùng thì quý vị, Thứ nhất là chúng ta thấy phần thiệt hại thuộc về Ukraine. Tại vì đất nước của họ sẽ trở thành một bãi chiến trường của NATO và của Nga. Đó là điều không thể tránh được. Và thứ hai, chưa chắc là đã chấm dứt được cái chế độ của Nga và sự đe dọa của Nga. Tại vì cuộc giao tranh này nếu có xảy ra, tôi nói nếu có xảy ra thì cuối cùng sẽ đi tới một cái hiệp ước hòa bình ngắn hạn tương tự như cái hiệp ước Minsk trước đây và ở Belarus năm 2015 khi mà Nga nuốt Crimea thì quý vị cả Tây phương đều phản đối. Nhưng mà rồi thì quý vị, đám Tây phương vẫn tiếp tục gọi là thỏa thuận dẫn tới cái hiệp ước Minsk năm 2015. Và hòa bình ngắn hạn chưa đầy 10 năm. Chưa đầy 10 năm thì lại xảy ra biến cố nữa. Có nghĩa là nếu NATO đưa quân vào Ukraine và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ của Nga thì cuộc đối đầu này vẫn là binh sĩ của Ukraine đối đầu với Nga thôi. Chưa phải là NATO. Và NATO có đưa quân vào thì cũng mang tính chất gọi là cố vấn hoặc là phòng thủ ở Kiev thôi. Chưa chắc đã đã tạo được và cuộc chiến này có nguy cơ tăng thêm một một tầng và không biết bao giờ sẽ chấm dứt. NATO sẽ đổ hết tiền bạc, vũ khí và nhân sự vào chiến trường Ukraine. Kết quả thì quý vị chưa ai biết thắng hay thua giữa Nga và NATO. Nhưng chắc chắn cả một đất nước Ukraine sẽ tan nát dưới bom đạn. Do đó tôi vẫn nói rằng là các quốc gia NATO đã bắt đầu có suy nghĩ khác nhưng chưa đủ. Họ phải tăng cường cái khả năng răng đe của họ nhiều hơn. Thay vì đưa quân vào Ukraine thì tấn công trực tiếp vào Moscow và St. Petersburg thì lúc đó mới làm cho Putin rụt tay. Bởi vì nếu mà tấn công như vậy coi như là một cuộc đối đầu ra mặt chính thức thì quý vị Putin sẽ phải cân nhắc cho cái vị thế của ông ta. Một là ông ta phải rút lại tất cả những cái uh, uh, tham vọng của ông ta và chấp thuận các cái điều kiện của tây phương. Còn hai là một mất một còn, ông ta sẽ phải trả giá bằng cách là bằng uh, trả giá là toàn bộ chế độ của ông ta sẽ bị giật sập đổ, nước nga sẽ có một màu khác, nước nga sẽ có những lãnh đạo khác và nước nga sẽ chuyển một cái uh, qua một cái hệ hệ thống quản trị xã hội khác thay vì bây giờ nằm dưới quyền độc tài của quốc tiên. do đó quý vị những lời khiêu khích của khối tây phương đã dẫn tới nga bắt đầu ra tay bởi vì nga đề phòng trước nga đã tính tới bài toán lãnh thổ họ bị nato tấn công nga tính tới bài toán này nhưng mà bài toán này họ tính tới được nhưng chưa chắc phòng thủ được chính vì vậy mà Putin lật đật phải ra lệnh à, sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc tập trận để tăng cường cái mức răng đe cao hơn đối với Âu Châu. Thì do đó quý vị, lần này nếu đám NATO mà tiếp tục gọi là sử dụng Ukraine thì sẽ không đi tới đâu. Sẽ không đi tới đâu, even là phía Kiev có thể sử dụng một số vũ khí của NATO tấn công vào lãnh thổ của Nga. Có thể gây thiệt hại trong cái cuộc giao tranh, nhưng chưa chắc giật sập được cái chế độ của Putin mà ngày nào chế độ của Putin chưa sập thì cái nỗi đe dọa với Âu châu vẫn tồn tại. Dù có ký được cái hiệp ước hòa bình được mấy năm thì Putin vẫn quay trở lại, giống như tôi nói, Putin có tham vọng. Thứ nhất là ông ta muốn tạo một cái vùng đệm giữa nước Nga và Âu châu. Thứ hai là ông ta muốn thu hồi tất cả những mảnh đất ngày xưa nằm trong Liên bang Xô Viết ngày xưa nằm trong liên bang Nga, do đó Putin sẽ không dừng lại cuộc chiến này và cuộc chiến của Ukraine chỉ là cái mồi lửa để cái mồi lửa giữa Nga và Liên minh Nato. Cuối cùng thì Nato phải cứng rắn hơn. Còn bây giờ nếu như làm theo lời của ông Tổng thống Pháp đưa lực lượng Nato vào Ukraine hay là đồng ý theo lời của ông Thủ ông Ngoại trưởng Anh David Cameron là sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công trực tiếp vào nước Nga. Thì các vị. Bạn... <laughs> dư không đủ sức, họ đủ sức phòng thủ hoặc là bắn một vài cái pháo kích à, tấn công vào lãnh thổ của Nga nhưng không gây tác hại lớn, có thể sẽ gây thiệt hại một số những cái vị trí quan trọng ở nước Nga, ví dụ như những nhà máy lọc dầu hay là những cái kho chứa đạn nhưng sẽ không gây sập cho nước Nga. Nếu đi theo cái chiều hướng này thì tôi thấy là rõ ràng là không có giá trị không có giá trị để mà chấm dứt cuộc chiến này. Ngược lại quý vị, Nga sẽ đủ cớ. Nga sẽ đủ cớ. À, các anh NATO đã nhúng vào Ukraine. Các anh đã cho sử dụng vũ khí bắn vào lãnh thổ của tôi. Thì tôi làm tới luôn. Thì quý vị, bãi chiến trường Ukraine chưa chắc là cái điểm mục tiêu cuối cùng của Nga. Và nếu mà NATO tăng cường kiểu này, tôi assume là NATO tăng cường kiểu này, thì hai quốc gia bị nuốt chửng sẽ là Estonia và là và Latvia hai quốc gia nằm ở vùng baltic vừa là liên minh trong nato vừa là liên minh trong liên hiệp âu châu tức là những quốc gia vùng baltic sẽ lọt vào trong tay của nga kể cả một số quốc gia nằm gần vùng hắc hải trong đó gồm có slovakia moldova vân vân nằm gần ở vùng hắc hải thì nga cũng sẽ không từ bỏ nga sẽ không để cho Ukraine à, gọi là có thể à, thắng được tuy nhiên nếu như mà phía nato đã cho phép sử dụng cái vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga thì ngay lập tức Putin có cớ xâm lăng cả Latvia lẫn Estonia. Và kể cả Lithuania nữa. Nếu cần thiết. Và tôi nói rằng cuối cùng Nga không nhắm mục tiêu vào Ukraine nhiều. Nga chờ đợi cơ hội để nhắm mục tiêu vào những quốc gia khác. Do đó quý vị, NATO nếu chỉ dừng lại ở cái quyết định đưa quân vào Ukraine hay là cung cấp vũ khí để bắn thẳng vào nước Nga thì hậu quả là không phải bãi chiến trường của ukraine mà hậu quả là những quốc gia nằm có đường biên giới với nga ở phía bắc và với uh, vùng hắc hải ở phía nam quý vị sẽ lãnh hậu quả đây là cái quyết định mà nato đi được tôi gọi là nửa chừng xuân thay vì tấn công trực tiếp vào nước nga lật đổ chế độ putin thì họ chỉ đưa cái ý kiến liên quan tới ukraine và kết quả thì quý vị thấy kết quả thì uh, Tôi nghĩ rằng là bãi chiến trường Ukraine sẽ là một cái bãi chiến trường đối đầu của hai bên. Nhưng mà Nga sẽ âm thầm nuốt chửng những quốc gia khác. Và NATO lúc đó làm gì? Một quốc gia trong NATO bị tấn công, tức là cái chương 5 đó, cái article số 5 đó. Một quốc gia trong liên minh NATO tấn công 30 quốc gia, 31 quốc gia còn lại phải đứng chung để bảo vệ. Thì lúc đó quý vị cũng là cuộc đối đầu trực tiếp thôi. Và bảo vệ, cái chữ bảo vệ này là gì? bảo vệ cho lãnh thổ của liên minh nato thôi hay sẽ chủ động tấn công vào nước nga hai cái khác nhau hai cái khác nhau tức là pháp đức ý sẽ đưa quân bảo vệ cho những quốc gia này nhưng họ không chủ động tấn công vào nước nga thì quý vị cuối cùng cuộc chiến này cũng không đi tới đâu khi mà quyết định không tấn công vào nước nga của đám nato vẫn còn nằm ở đó vẫn còn nằm ở đó. Do đó quý vị, bây giờ Putin đưa cái chiến lược tập trận nguyên tử này rõ ràng Putin đã nhìn thấy cái nhược điểm của ông ta. Cái nhược điểm của ông ta là sự phòng thủ của nước Nga sẽ không chống nổi với 32 quốc gia liên minh tấn công vào. Chính vì vậy, ông ta không muốn NATO đi cái bước cuối cùng là tấn công vào nước Nga. Do đó, ông ta mới đưa ra cái cuộc tập trận nguyên tử này với tính chất răng đe cao hơn và gây sợ hãi cho dân chúng của Âu Châu đồng thời phân hóa các quốc gia ở trong NATO. Chính vì vậy ngày hôm nay là quý vị thấy là ông ta ra lệnh chứ không phải là cái ý kiến từ những đồng minh của ông ta đích thân ông ta ra lệnh cho bộ quốc phòng thực hiện cuộc tập trận chiến lược nguyên tử. Có nghĩa là ông ta muốn sử dụng cái cuộc chiến này để che giấu cái nhược điểm bên trong. Cái nhược điểm đó là sự yếu ớt của nước nga tại vì cái việc cầm quyền của ông ta là áp đặt trên một cái hành động mà tôi cho rằng là sử dụng vũ lực luật lệ để trấn áp người dân Nga. Có nghĩa là người dân Nga có ý kiến chống đối cuộc chiến này và có nhiều ý kiến khác biệt với Putin, nhưng cái văn hóa sợ hãi mà Putin gieo rắc, người Nga không dám phản kháng. Nhưng nếu như mà các quốc gia NATO tấn công trực tiếp vào nước Nga, tình hình sẽ khác đi. Tức là sẽ có nhiều lực lượng quân sự sẽ phản lại ông Putin nhiều lực lượng quân sự sẽ phản lại ông Putin ngay trong nội bộ, nội bộ của nước Nga và người dân Nga sẽ đứng dậy và chế độ Putin sẽ tan tành tức là sẽ sụp đổ. Đây là cái nhược điểm mà Putin đang muốn che giấu. Đây là cái nhược điểm mà Putin đang muốn che giấu. Do đó, ông ta phải hù dọa ở bên ngoài bằng tất cả những vũ khí ông ta có từ việc mà sử dụng dầu khí, khí đốt trở thành một cái thứ vũ khí cho tới sử dụng kể cả vũ khí nguyên tử để mang tính chất răng đe là ông ta muốn phòng thủ cho cái quyền lực của ông ta tại nước Nga. Bây giờ thấy NATO manh nha thì ông ta phải dập gọi là đánh phủ đầu trước, sử dụng cái vũ khí tối tân nhất để hù dọa. Trong khi cái điểm then chốt đám NATO vẫn không nhìn ra. Chế độ của Putin mới là nguy hiểm. Nước Nga không nguy hiểm, nhưng chế độ của Putin là nguy hiểm đối với lại khối Tây phương. Mà bây giờ họ chỉ sử dụng chiến trường Ukraine thôi, họ không dám trực tiếp cho tới khi nào NATO tuyên bố nếu Nga không rút quân thì tất cả các quốc gia còn lại sẽ tấn công vào Moscow và St. Petersburg. Thì quý vị, tôi bảo đảm quý vị, Putin sẽ phải ngồi xuống nước và thỏa hiệp. Không dám làm mẫu. Putin sẽ xuống nước và thỏa hiệp bởi vì đây chính là nhược điểm của ông ta. Ông ta đối diện với nhiều mặt trận. Không những là mặt trận quân sự đối đầu với NATO, mà ngay trong nội bộ của ông ta, chỉ cần NATO tấn công vào lãnh thổ Nga, là cái tình hình ủng hộ chúng ta thay đổi ngay sẽ không còn cảnh ủng hộ cho Putin tuyệt gọi nghĩ như là tuyệt đối nữa mà lúc đó quý vị nó sẽ ra, ra một cái màu sắc khác đây chính là cái điều mà NATO chưa nghĩ tới hoặc là không dám nghĩ tới bởi vì họ e ngại rằng cuộc chiến này sẽ khiến cho Putin liều lĩnh sử dụng vũ khí nguyên tử và cuối cùng Âu Châu lãnh hậu quả nhưng mà nếu để trái bom nổ chậm này nó âm mỹ hoài thì NATO lại phải sống trong lo sợ và lúc nào cũng phải tăng cường khả năng kềm chế đến bao giờ mới xong. Một lần dứt khoát giống như cách đây 30 năm họ đã chấm dứt cái chế độ của Yugoslavia liên bang năm Tư Lúc đó quý vị Milosevic có bom nguyên tử hay không? Có vũ khí nguyên tử hay không? Yes. Milosevic là tổng thống của liên bang Nam Tư nhưng cuối cùng ông ta cũng phải chấp nhận thua mất tất cả các đất đai. Và đất nước uh, Yugoslavia biến mất trên bản đồ thế giới. Thay vào đó là 6-7 nước nhỏ từ North Macedonia, Bosnia, Croatia, Serbia, Montenegro, vân vân Thì quý vị, đây chính là cái cần thiết mà NATO phải làm. Phải dứt khoát. Còn bây giờ nếu chỉ bơm vũ khí thì chỉ chọc nước Nga thôi bơm vũ khí và cho phép sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ của Nga thì chỉ chọc giận cho Putin thôi. Và Putin sẽ càng lợi dụng cái điểm này để mà tăng cường cái khả năng đe dọa của ông ta. Bởi vì tôi nói rồi, Putin có nhược điểm. Nhược điểm của ông ta chính là cái quyền hành ở nước Nga. Khi mà nước Nga bị tấn công một cách trực diện thì quý vị quyền hành của Putin sẽ bị mất hết một nửa. Ít nhất là một nửa. Tôi chưa nói là làng quảng đám ta quân đội nó lật ông Putin luôn lạng quạng đám quân đội ở nước nga nó lật ông Putin luôn và lúc đó quý vị chúng ta mới triệt tiêu được cái sự đe dọa của nga và khi nga mất đi sự đe dọa thì trung quốc chỉ còn đơn độc một mình họ sẽ không dám làm mẫu do đó quý vị đám nato vẫn chỉ cân nhắc ở cái đường, đường giai đoạn gọi là nửa chừng xuân thôi chưa dám đi mạnh tay để chấm dứt cuộc chiến tại ukraine Trừ phi là họ mạnh tay thì lúc đó sẽ có một màu sắc khác. Còn bây giờ họ đi quá gọi là tương đối là nửa chừng xuân thôi. Đưa quân vào Ukraine hay là cung cấp vũ khí cho Ukraine bắn vào lãnh thổ của Nga cũng chỉ là nửa chừng xuân. Giải quyết cuộc chiến này và giải quyết cái tiềm năng đe dọa của Putin chỉ một trận thôi. Liệu NATO có dám làm trận này hay không tôi chỉ biết. Nhưng tôi nghĩ đời tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy NATO chấm dứt cuộc chiến này một cách lâu dài không để cho cái tình trạng gọi là hòa bình nửa mùa nó lại diễn ra lại tương tự như Crimea trước đây. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.